Rồi quá. Đại ơi con tháo con quá. Chiều còn có cô chú về. À, bác là Ngô Văn Trị. Facebook là Trịnh Hoàng. Nhẹ đi anh. Trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương. Ở trong Đồng Nai chúng nhiều lắm này chúng mấy vô đó ta dạ cứ vào bằng chú đó đó chú thôi chứ không trong Nam bây giờ cũng có rồi có trong Nam này bây giờ cả nước ở đâu cũng có rồi cái hầu đồng này là cái nét đẹp văn hóa của đạo mẫu Việt Nam mình à, đúng không đạo mẫu Việt Nam mình nhớ là có từ giờ đây đây Facebook của bác đây Facebook của bác Facebook đây là Facebook của bác đây này. Trên mạng bác lâu lâu cũng hay lên trên mạng lắm nhưng mà bác không có xem bói trên mạng cũng là trong biết thôi mình nói thì mình nói có gì cô chú nghe luôn dạ cái tên Facebook của mình đó. Facebook qua là Sen Vàng Sen Vàng hả Sen Vàng còn tên ngoài đời là Cậu Thịnh Bắc Trung Nam thì người ta gọi là Cậu Thịnh Bắc Trung Nam luôn miền Bắc miền Trung miền Nam người ta gọi là Cậu Thịnh thì bác ít là cái chỗ đông người là bác nói chung là kiểu như là mình tu nhưng mà mình tu ẩn chứ không có tu hiện. Ẩn chứ không có hiện. Thì bác cũng cái lĩnh vực của bác cũng đây cũng vẫn đi làm từ thiện giống như mọi người đây nhưng mà bác không ở đây. Những cái của bác đi làm từ thiện đây bác không lên trên mạng lắm đâu. Bác thì xem bói 46 năm rồi nhưng mà cái lĩnh vực của bác nó lại căn mạng thì phải theo để hầu các ngài 46 năm là chắc bác lắm vui lắm rồi đó bác hơn 50 tuổi đây hôm nay là đi năm 2 rồi là bác đến đây lần đầu tiên chứ lần này lần đầu tiên rồi đã coi lần này là đó. Vào viếng mộ là lần đầu tiên còn ngày xưa là Lê Công Tuấn Anh nhá là mất rồi là bác không có ở trong này Lê Công Tuấn Anh dạ có biết từ thời đó lúc đó bác đang bộ đội trong quân đội là bác xin 2 ngày ở thành phố Hồ Chí Minh không bác ngoài Bắc thôi không ấy là lên thắp nhang ở thành phố Hồ Chí Minh Lê Công Tuấn Anh á là lúc mất đó là ở cái gì nhỉ ở nhà trọ không ở gần khu nhà trọ chỗ chỗ Tô Hiến Thành chỗ gần cái chỗ công viên Lê Thị Vi không bác không vào đấy người hôm đấy là ở chỗ cái gì nhỉ gần cái chỗ cổng mà đi vào trại giam Chí Hòa đấy cái chỗ khu Hồ Tây đấy cách mạng tháng 8 đường Hòa Hưng quận 3 bên quận 3 quận 3 là 324 thầy giỏi số nhà luôn YouTube này tuyệt vời quá thầy nể luôn hầu đồng chú Hoài Linh đó bên đường Hòa Hưng Sóc Sơn hầu đồng với lại hầu đồng chỉ danh hài Hoài Linh hả? Không, là chú Hoài Linh là đền chú Hoài Linh chú Hầu Đồng thì bác cũng lên trên đấy. Cũng có lên trên đền. Facebook của bác này. Để mất chưa kịp nhắn em. Nhưng mà bác xem bói. Bác xem bói. Bác xem bói.
nhưng mà cái hàm cái miệng cái miệng cái đầu con nhưng mà cái gì cần thiết thì bác mới xem chứ bác, còn bác không cái bác ở bác cho con hỏi cái là cái hậu đồng á, tại trong Nam cũng ít biết cái hậu đồng đó là hầu như vậy là nhằm mục đích để cái hầu đồng này á, là cái nét đẹp văn hóa của đạo mẫu Việt Nam này à. Tức là nó có 4.000 năm rồi à. Wow. Ví dụ như là miền Bắc á, là theo đúng mẫu hệ còn à. Miền Nam á, thì là người ta tức là có bà chúa xứ Châu Đốc à. Tức là nó nằm bên cũng bên cõi tiên cõi Phật à. Cõi tiên cõi thánh yeah. Yeah. Nhưng mà bác đi khắp cả ba miền Bắc Trung Nam yeah. Miền Bắc á, thì là bác đi Yên Tử đi chùa Hương yeah. Đi mẫu Tây Thiên, đi đền Hùng yeah. Đi đền bà chúa Kho rồi đi đền mẫu Tam Cờ, mẫu Tuyên Quang yeah. Tháng này đang thắng tiểu ông Bảy Bảo Hà yeah. Đi ông Bảy Bảo Hà này rồi đi cô bé Tân An này yeah. Rồi mẫu Đông Cuông này, rồi đền cô đôi Cam Đường này, mẫu Rào Cai này, đền Đông Hoàng Mười này, vua cha Bát Hải Thái Bình này 14, rồi vua nhà Trần này, rồi bà chúa Thác Bờ này, đền Dâu Quán Cháo này, đền cô Chín, đền cô Bơ đấy, Phủ Hà Trung, rồi đền đền Lê Lai, đền Lê Lợi yeah. Rồi vào trong đó là khu vực miền Trung đó là đền Đông Hoàng Mười yeah. Ông Chín Cờn yeah. Đây, rồi mẫu Liễu Hạnh, rồi 10 cô gái ngã ba độc lập, bà chúa Tài Lộc đấy, vua Lê Quang Trung. Về đến Quảng Ngãi thì là đền thờ bà Thiên Minh Anna Thanh Mẫu Quảng Ngãi yeah. Ở Huế thì là chùa Thiên Mụ, rồi Đà Nẵng là chùa chùa Linh Ứng này yeah. Rồi vào tòa thánh Tây Ninh thì núi Bà Đen này yeah, yeah. Châu Đốc An Giang thì là thì có bà chúa xứ Châu Đốc An Giang này yeah. Có chùa Đài Loan này, chùa Hang này, về yeah. núi Cấm này yeah. Rồi Cha Diệp này, mẹ Quan Âm Nam Hải này yeah. Rồi Bình Dương này thì có chùa Bà Bình Dương này rồi dòng núi Châu Thới này yeah. Đó, rồi chùa yeah. Cây Mít, rồi Miếu Ung Cù này Miếu Ung Cù yeah. Vũng Tàu thì Thích Ca Phật Đài Vũng Tàu này yeah. Đấy, núi Dinh này yeah. Rồi các thuyền viện ở dưới dưới Đồng Nai, chùa Gia Viên, chùa Viên Giác, về Đà Lạt thì chùa Ve Chai, tức là những cái nơi đó là bác được đi, tức là bác đã được bước chân đến đấy yeah, yeah. Rồi miền Bắc thì có chùa Hương Trong, chùa Hương Ngoài. Chùa Hương Trong là Hà Tĩnh, chùa Hương Ngoài là Hà Tây. Khi mình đến tới làm gì quá trời quá. Tức là bác đưa mỗi đoàn nhà bác nhiều mình đi tới đó là mình làm vậy phải không? Không, đến Phật đó thì mình tới mình lễ, mình cầu bình an. Mấy những cái chỗ mình tới mình đến. Mình còn ví dụ như là tiệc hội này mình có điều kiện thì mình bắt ghế mình hầu thánh. Mà mình không có điều kiện mình đến mình dâng nhang mình cầu bình an. Thường thường mình hầu thánh là ở cái điểm nào ở mình vậy? Ở chỗ nào mà người ta thích coi nhất và thường thường là hay làm chỗ đó nhiều nhất? À, tức là ở cái nơi hầu đồng bóng đó, là ví dụ như ở ngoài Bắc ấy, thì là mẫu Phủ Dày này, mẫu Sầm Sơn này, đây. Rồi đền vua cha Bát Hải Thái Bình này, mẫu Đông Cuông này, ông Bảy Bảo Hà này, đền cô Chín này, cô Chín Sầm Sơn Thanh Hóa, cô Bơ Thanh Hóa này, Phủ Hà Trung Thanh Hóa này, đền Đông Hoàng Mười Nghệ An này, thế trong Đồng Nai này cũng công Hoàng Mười, ở trên Sài Gòn này thì cũng có đền vua cha này, rồi cũng có mẫu Phủ Dày này, tức là nơi nào thờ mẫu, tứ phủ là bên đấy là hầu đồng. Này, cái hầu đồng là nét đẹp văn hóa của Việt Nam mình nhé. Đây, mà ngày xưa tức là nhà Trần đó thì 14 vị vua nhà Trần đó thì là có đôi cô nhà Trần đó thì báo mộng đó thì ngài dẹp được, tức là ví dụ như là giặc Minh, giặc Tống, giặc ngoại xâm nó lấn chiếm đất nước Việt Nam mình. Cho nên cái đường tâm linh này đó, nó rất là khó con ạ. Ví dụ những người mà người ta lên, người ta cứ đang đứng như thế này, người ta ngã như thế á, vòng người ta vào, người ta ngã ra ngoài như vậy thì mình khó xét lắm. Như ví dụ như là bên các cậu như thế này là ngài lúc nào mà phải là ăn mặc đẹp đẽ đoan trang xong rồi á, là mình phải ăn chay thế xong rồi là mình tắm, mình tẩy nước vỏ gừng vỏ quế tai hồi đó xong rồi là mình ngồi thì thánh mới nhập được, còn cứ tự như người dưng mà đi tới đây đúng mà kiểu như mà thánh nhập vào đó là giả thì đó là giả tạo không có vì bác hầu đồng bác theo thánh là năm nay là 46 năm rồi tuổi đời năm nay là 52 còn bác xem bói là năm nay là nếu như tính lúc bắt được ăn độc được xem mới là cũng 46 năm mùng 2 tháng 2 năm 78 46 năm. Mà ngày xưa là ngoài Bắc cấm cách lắm coi nhá. Yeah. Cứ hầu đồng cái người ta tới công an để tây bắt thì nhưng tới bây giờ thì là xã hội mình tự do nó tín ngưỡng mà. Này cái tín ngưỡng mà nhiều người ta dựa vào cái tín ngưỡng đó người ta cuồng tiến quá. Này tại vì á là khi mà ngày trước đó là bác ở nhà bác hay nghe tuồng của chú Vũ Linh này lắm.
chứ mà rồi á là giờ mới có duyên, tức là khi mới mất thì chưa có đủ duyên. Đấy, bây giờ mới có đủ duyên này mới vô. Yeah. Đấy, vô thì xuống tắt nhang, đây là mấy chị em còn một xe nữa trên Sài Gòn đem xuống. Bác đem hình này và hình này cái gì? Cái này là cái tượng Phật các. Cái này là tượng Phật, Phật Bà ngồi. Phật Bà ngồi. Dạ. Cái này là tượng Phật. Đó. Yeah. Đấy. Cái mạng của bác là mạng mộc á, bác đeo cái này. Yeah. Đấy, để mình kỵ gió chứ con. Dạ. Kỵ gió. Bác vô đây lâu chưa bác? Bác vô chuyến bay của bác hôm mùng bác vô hôm mùng 2. Dạ. Hồi nãy con thấy bác đưa hình ảnh coi á, là bây giờ hiện tại bây giờ đang đứng đây gọi là bác. Khi mà bác hậu đồng gọi là cô hả? Không, bác hậu đồng thì phải cậu chứ không có cô. À cậu chứ không có cô. Thế sao đây là mọi người vẫn gọi bác bằng cậu Thịnh. À cậu Thịnh. Cậu Thịnh. Dạ cậu Thịnh. Còn thấy bình thường là cứ gọi bác ha. Gọi bằng bác thôi. Dạ, bình thường là mình đến đây là mình chỉ đến là thắp nhang để cầu siêu, để cầu nguyện cho hương linh của chú Vũ Linh được siêu thoát thôi. Chứ nhưng còn... mà khi mình hầu đồng có tấm kèn đồ này chứ đâu phải không ấy. Dạ. À hầu đồng á con. Dạ. Khi hầu đồng á thì là có chứ, có trống. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có dàn nhạc, có các thứ chứ con. Dạ. Nhưng là phải có mới hầu được đồng chứ không có dàn nhạc thì làm sao hầu đồng được. Dạ. Còn thấy bác hậu đồng khi mà hậu đồng quay lên mạng xã hội YouTube á, nghe lạ không á, tới lúc mà gọi là mất tiền á, cái đó là nhằm mục đích cái mà người ta cái đó là cái đó là niềm huyết thứ mà hậu đồng á, tức là cái tiền lộc mà đưa vào cái miền Bắc mình gọi là cái đĩa, mà miền Nam gọi bằng cái dĩa, cái dĩa. Tức là đưa vào, tức là người ta cho mình lộc á, tức là cái vị thánh đó cho mình lộc. Còn nếu như mà cái vị nào mà hầu đồng á, cứ cầm tiền tung như thế này nè, mà liệu như thế này này là cái đó, tức là người ta cũng là có cân đồng. Nhưng mà với cái dạng tức là thánh dựa vào, chỉ dựa vào thôi, tức là người ta vẫn bị đang vướng về cái ngoại cảm bên ngoài. Hoặc người đang đi như thế này này, hoặc là có một cô nào, cậu nào mà tới đây mà bảo là chú Vũ Linh, chú ốp vào á, cái đó là đồng tà. Chứ không có thánh thì không phải chính. Không phải tránh thôi, đó là tà. Này, còn khi mà đã nhìn thấy chân linh của chú á, siêu thoát được á, thì nó lại ra một cái nghĩa khác. Này, bởi vì bác với lại mấy chị em ngày hôm nay bảo là mơ thì cứ mơ thấy chú vậy á. Yeah. Thì mình có duyên mình tới thắp nhang để cầu nguyện cho chú được siêu sinh tịnh độ vậy đó. Yeah. Này, cho chú được siêu sinh tịnh độ vậy thôi. Yeah. Thế còn bây giờ xã hội bây giờ thì nói với tụi con là cái gì? Ai, người chết thì cũng đã chết rồi. Yeah. Nhưng mà cái người ta chết mà người ta sống ở trên đời, người ta làm được nhiều cái phước báo á, thì người ta sẽ được về cái cảnh Tây phương cực lạc. Còn ví dụ như trong cái gia đạo nào cũng vậy thôi các. Có nghĩa rằng là trong cái gia đạo mà khi người mất xuống rồi đó, mà ở trên trần gian mà cứ lùm xùm như vậy á, thì nó đang còn một cái ngoại cảnh nào đó, một cái khía cạnh nào đó. Đấy. Tức là một cái khía cạnh nào đó. Đấy. Ngày xưa người chết đó thì là các cụ nói là chết là hết, nhưng mà bây giờ chết không hết được con. Thời buổi bây giờ không hết đâu. Thời buổi bây giờ ví tự như là ngày xưa bảo nằm đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nhưng đời bây giờ ai làm người ấy chịu à? Này, ví dụ bác bây giờ bác đứng đây mà bác nói sai á thì ra ngoài kia nghiệp nó vật bác ngay à? Còn mình làm đúng á thì tự nhiên là chư thiên hộ pháp lại khai sáng cho mình. Bác nói là ngày xưa chết là hết, bây giờ chết là không hết, là có nghĩa sao bác? Ngày xưa các cụ nói là chết là hết, nhưng chết không hết được con. Chết cái linh hồn nó vẫn còn đang vơ vẩn ở trên không trung này. Này, xong cái không quá có trình thoát được, không siêu thoát được. Không phải, tức là con người mình á, tức là nó phải là 7-7-49 ngày người chết là người ta biết chết rồi, con nghe chưa? Xong là 49 ngày đó là người ta ăn cơm, tức là ăn cơm âm phủ. Xong tiếp tục tức là thêm 49 ngày nữa là ăn cơm trần gian, là con cháu là thắp nhang đến 100 ngày. 100 ngày xong rồi là đưa lên chùa, đưa lên chùa cầu siêu. Cầu siêu thì cái linh hồn đó người ta cảm nhận được, tức là cái thế giới á, cái thế giới của người ta thì người ta sẽ tự người ta siêu thoát. Này, người ta sẽ tự sẽ tức là các ngài cho siêu thoát, với tức là cái nghiệp không có nặng nề á thì là có duyên thì người ta có Phật thì người ta về với Phật. Có duyên với thánh thì người ta lại về với thánh. Có duyên người ta ở bên đạo thì người ta về với Chúa, với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu. Còn nếu như người ta không đủ duyên thì người ta lại về với cửu huyền thất tổ để người ta đào thai lại, người ta làm lại cái kiếp người. Tức là cái kiếp nhân sinh của con người như vậy. Bởi vì con người mình sinh ra là tạo từ bốn thứ luồng không khí, tức là đất, nước, gió, lửa và cát.
và cuối cùng xác thân này cũng trở về tứ đại. Yeah. Mình mượn của tứ đại, mình chui ra đến lúc mình trở về cũng trả về cho tứ đại. Yeah. Ừ. Nếu như ở trên trần gian mấy thứ như là bác